Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Cường Tây Nguyên. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại mảnh vườn cô bé ở xã Đoàn Nghĩa, huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông nhé các bạn. Thì sẵn đây mình vào đây tham quan mảnh vườn cô bé này, cũng như lấy một ít chồi xếp xuống cho anh em ở Bù Gia Mập và một số anh em ở Buôn Mê Thuột nữa. Thì trước ống kính đây là mảnh vườn cà phê tơ, toàn là lá xoài hết, giống cà phê lá xoài hết. Nói chung đậu trái cũng khá nhiều. Đấy, các bạn thấy đẹp lắm, hồ nước mênh mông bao la luôn. Còn trên này á là cà phê thị trường và cà phê lá xoài ghép vào gốc cà phê vối nhé các bạn. Thì đầu tiên mình quay cái này để cho các bạn xem là cái lực đậu trái của cà phê thị trường và cà phê lá xoài, để các bạn so sánh và các bạn chọn lựa nhé. Trước ống kính đây là cà phê lá xoài, mình quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Đậu cũng khủng khiếp lắm, nói chung trái cũng khá là nhiều. Đây mình quay sát cho các bạn xem, chùm quả cũng khá là to, khá là căng. Nói chung cái khu vực này là mưa là không có mưa, nhưng mà cái hồ nước là nguồn nước khá dồi dào, cho nên là họ tưới rất là đủ nước, cho nên là cái sự phát triển của cây cũng như trái là rất phát triển rất là nhanh mà rất là mạnh luôn, mà đậu khá nhiều luôn. Đây là cà phê lá xoài, mình quay thật chậm cho các bạn xem đấy, để các bạn so sánh. Còn bước qua phía bên tay trái của mình đây là cà phê thiện trường. Đấy, các bạn xem. Đây là hai cao thủ nha các bạn. Đây là hai cao thủ. Không có cao thủ nào chịu thua cao thủ nào nha các bạn. Đó, trái dữ dội lắm, cà phê thị trường cũng này đây. Đó, mình quay thật chậm cho các bạn xem đấy. Rồi mời các bạn bỏ chút thời gian theo chân mình để tham quan cái vườn cô bé này nhé. Để các bạn thấy mình lấy chồi cái khu vườn có đỉnh hay không, có bệnh hoạn hay không. Mà giữa giống cà phê thị trường và cái giống cà phê lá xoài thì cái giống nào kháng bệnh tốt hoặc là đậu quả nhiều. Thì riêng mình thì mình nói các bạn không có giống nào thua giống nào hết. Đây, lá xoài đây. Đậu cũng dữ dội lắm. Các bạn thấy. Cũng không vừa, mình dám nói với các bạn là hai cao thủ. Đậu cũng dữ lắm. Đấy, mình quay thật chậm cho các bạn xem nhé. Còn phía bên trái màn hình đây là bây giờ chuẩn bị tới cà phê thị trường. Các bạn nhìn thị trường với lá xoài này, các bạn cứ so sánh trong hai giống này, các bạn trồng giống nào cũng ok hết. Bị mình hai giống này mình đều làm hết rồi. Bên này là phía bên phải màn hình đây là cà phê lá xoài. Cận cảnh luôn. Nói chung cũng ghê gớm lắm chứ không có phải vừa đâu. Các bạn bỏ chút thời gian theo chân mình để tham quan vườn cô bé này luôn nhé. Đây là cà phê thị trường. Các bạn thấy cái lực đậu trái khủng chưa? Mình cho các bạn cận cảnh xem luôn. Đây cũng bị hướng gió nè, các bạn tuốt lá tuốt cành hết mà đậu nhầy nè, cà phê thị trường. Cái cành này dài khoảng 1,5 m, các bạn thấy trái nè, thử ăn cái trái này chưa, trái dài ra phải 1,5 m, các bạn thấy cành nó đó, ra trái siêu khủng vậy đó, đó thấy ấn chưa. Đây là giới thiệu các bạn là thị trường nhé. Thì các bạn theo chân mình xíu nữa đi thì mình cho các bạn xem cà phê lá xoài. Cà phê lá xoài thì cũng không thua kém đâu, trái nhiều lắm ở mảnh vườn này thì trái bao la luôn. Đó, thị trường, các bạn thấy thị trường đậu cũng dữ dội lắm. Và đây, đây là cây cà phê lá xoài đây. Các bạn thấy lá xoài đấy. Cũng là mặt quan mặt thầy hết nha các bạn. Hai giống này không giống nào chịu thua giống nào. Đây là cà phê thị trường. Các bạn nhìn cà phê thị trường này. Đấy. Ra trái đẹp lắm. Đó, thị trường đấy. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem một cây cà phê lá xoài. Để các bạn chọn lựa nhé. Đây là cây cà phê lá xoài. Đó, cái lá xoài họ ghép có một nhánh lá xoài thôi, còn lộn chung với thị trường luôn, vừa thị trường và lá xoài nhé các bạn.
cà phê lá xoài, mình đưa các bạn đi xem cà phê lá xoài nữa, chứ còn cà phê thị trường thì mình nói các bạn là khỏi nói khỏi bàn rồi. Còn riêng cà phê lá xoài thì mình cũng không che đâu vào đâu được hết, không có cái cây nào chịu thua cái nào hết. Đó, đây là cà phê thị trường, mình cho các bạn xem lại nhé. Đó, thị trường lá xoài đây các bạn. Lá xoài thì các bạn trồng rồi là các bạn quá rành với cái giống cà phê này, cái đọt nó như thế này nè, lá nhỏ nhỏ mà dài dài nè. Đó, lá xoài đây đẹp lắm luôn. Đó, rồi mình tới đây mình quay cho các bạn xem, tí nữa là mình chắc cũng kết thúc video nhé. Đây thị trường đây, gió tuốt tuột lột hết mà các bạn thấy nó đậu cỡ này, đậu cũng dữ lắm. Nói chung giữa cà phê lá xoài với thị trường thì riêng như mình thì các bạn muốn trồng cái giống nào cũng được hết, bởi vì mình hai thấy hai giống này ngang ngửa nhau, chứ không giống nào hơn giống nào, mà cũng giống nào thua giống nào. Còn chồi á thì mình báo cáo với anh chị em là mình lấy chồi rất là chuẩn, chồi rất chuẩn nhá, chồi đẹp lắm, chồi không già mà cũng không non lắm, vừa lắm. Nói chung là ghép là ok luôn, vừa ok luôn đó, tầm này là ghép mà quá đẹp luôn đó. Mình lấy chồi rất là chuẩn nên mình làm clip này trước hết đưa các bạn đến tham quan cái mảnh vườn của bé này. Trong một mảnh vườn mà có hai giống cà phê ghép lẫn lộn với nhau, trong này có lá xoài và thị trường, thì mình đưa các bạn xem để các bạn đánh giá về hai giống cà phê này, là giữa sự lựa chọn là các bạn lựa chọn cái giống cà phê nào. Đó, còn sẵn đây thì mình đưa các bạn đi tham quan để các bạn tìm hiểu thêm về hai giống cà phê này. Nếu bạn nào mà có nhu cầu về giống hoặc là chồi giống là các bạn cứ alo mình nhé. Các bạn cứ alo theo số 0869916061 là các bạn sẽ gặp mình. Mình sẽ ship chồi tận tình với các bạn luôn. Đó, chồi rất đẹp luôn. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu và ghép cải tạo vườn cà phê kém chất lượng thì các bạn cứ alo mình nhé. Còn bây giờ mình xin phép được tạm dừng quay và kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau và mới nhất của mình nhé.